Em ơi. Vâng, em có thể giúp gì được chị ạ? Chị đã gọi 5 miếng gà nhưng nhân viên lại mang 3 miếng. Và chị đã gọi mì Ý nhưng lại nhận được khoai tây chiên. Em xin lỗi chị vui lòng cho em xem hóa đơn ạ. Hóa đơn của chị đây, em đổi lại giúp chị đi. Vâng, chị vui lòng đợi em một chút ạ. 2 hours later. Em xin lỗi chị, bạn nhân viên đã nhầm đơn của chị với một người khác. Em tặng lại chị một miếng gà, mong chị thông cảm cho sự sai sót này. Ok. Em ơi. Vâng, chị cần gì ạ? Chị đã gọi 5 miếng gà nhưng nhân viên lại mang cho chị 3 miếng. Và chị gọi mì Ý thì lại nhận được khoai tây chiên. Em xin lỗi, em có thể xem hóa đơn của chị được không? Hóa đơn của chị đây, em đổi lại đồ cho chị đi. Vâng, chị vui lòng đợi em một chút. Em xin lỗi, bạn nhân viên đã nhầm đơn của chị với một người khác. Em tặng thêm chị một miếng gà, mong chị thông cảm vì sự sai sót này. Ok em.